Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mọi người trở lại với kênh của Meta nha. Thì như hôm trước có chia sẻ với cả nhà cái bài thứ 10 nha. Bài thứ 10 thì hôm nay cái bài thứ 11. Đó là như đã hẹn ở trong cái video, nếu mà ai xem tới đoạn cuối thì chắc là biết được là cái video thứ 11 này mình sẽ chia sẻ với cái gì ha. Đó là hôm nay sẽ chia sẻ tiếp về cái vấn đề cái chi phí lên thổ. Tức là mình chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất vườn ha, đất vườn, đất lúa hoặc đất cây hàng năm lên đất thổ cư. Đấy, tức là mình chuyển đổi mục đích sử dụng từ là đất vườn đó lên đất ở, đại khái là thế ha. Đấy, nói chung là chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Đấy, thì như ở cái video trước thì mình cũng đã có chia sẻ là cái điều kiện tiên quyết để mình làm được cái này là cái bước sau đó. Còn cái điều kiện tiên quyết đó là nó phải nằm trong cái quy hoạch là ONT ha, hoặc là ODT đó, ở nông thôn hoặc là ở đô thị. Đấy, tóm lại là nó phải quy hoạch trong cái diện là đất ở thì chúng ta mới được phép là chuyển đổi mục đích sử dụng từ cái việc là đất vườn lên đất thổ. Đấy, thì trong cái video này thực sự thì những cái kiến thức là mọi người cũng mang tính chất là tham khảo ha, để cho mọi người biết thêm. Còn đi sâu vào chi tiết thì sẽ tùy vào từng cái trường hợp cụ thể và tùy từng cái khu vực đó để mà áp dụng cái vấn đề này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ sơ sơ. Thực chất thì mình là một người môi giới, cũng như là trong khi đó thì mình cũng là một người đầu tư. Đấy, thì những cái kiến thức mà nói thực sự nó cơ bản như thế này thì chúng ta cũng cần biết. Đấy, chứ không, mình không phải là phải một là luật sư gì cả ha. Thì nhiều người vào trong kênh Minh Tư Hành cứ kêu là cứ hỏi những cái vấn đề thực sự là nó rất là sâu. Đấy, những cái vấn đề về tranh chấp hay là những cái vấn đề mà từ cái thời nào, từ năm 1900 mấy, thậm chí là những cái năm về trước nữa. Đấy, những cái vấn đề đó mình làm sao mình có thể trả lời được. Đấy, những cái vấn đề mà nó cực kỳ căn bản liên quan đến bất động sản, bởi vì mình hiện tại đang làm bất động sản và cũng rất là yêu thích về cái lĩnh vực này. Đấy, cho nên là mình cũng đọc, cũng tìm hiểu, cũng nghiên cứu và cũng học hỏi từ những người đi trước. Đấy, thì video này thì có thể nói là nhiều người cũng lên nói là cái thằng này thì cầm cái sách nó đọc chứ biết cái gì. Đấy, thì nói chung thì tùy thôi. Đấy, thì có thể là mọi người nghĩ là mình làm cái này là thay cho mọi người đọc, thì mình làm cái video để mình đọc cho mọi người nghe, thế cũng được, chả vấn đề gì. Đấy, thì nhiều người họ có những cái suy nghĩ như thế. Thậm chí là những cái điều nó có thể mình cho mình lan man vài phút. Đấy, là nói một chút. Nhiều lúc là cũng là làm một cái kênh YouTube mình cũng mong muốn chia sẻ thực sự. Thì trong cái quá trình mình chia sẻ là cũng là một cái lúc mình học lại. Đấy, thực ra những cái kiến thức này có thể là mình đọc qua rồi. Đấy, nhưng mà một lần mình chia sẻ lại thì đó lại là một lần mình khắc cốt ghi tâm. Đấy, là một lần ghi nhớ vào não bộ, ghi nhớ vào cái tiềm thức của mình. Đấy, cho nên là mình cũng không ke về những cái vụ việc là lên cái kênh YouTube của mình lên chửi rất nhiều. Đấy, thực sự là mình làm những cái video là cũng mang một cái tính chất là chia sẻ và lan tỏa những cái giá trị mà mình học hỏi được. Đấy, đó là những cái điều phải nói là rất là tích cực. Nhưng mà những người có những cái suy nghĩ thực sự là quá tiêu cực đó, lên rồi họ chửi bới là nói là cái thằng này thì ba hoa chỉ chòe, chả làm được cái chó gì cho đời. Đấy, toàn nói tùm lum tà la, nói sai ngược sai xuôi. Thực sự thì những cái này mình cũng đều là lấy từ trong cái luật từ trong cái luật ra ha. Đấy, thì mọi người xem thì mình đã nói trước từ đầu là những cái thông tin này nó chỉ mang tính chất là tham khảo. Mình có thể là tìm những cái văn bản chính thức. Đấy, về luật đất đai này, luật kinh doanh bất động sản này đó, luật đất đai năm 2013, 2014 này, rồi những cái quyết định, rồi những cái chỉ thị nó sửa đổi như thế nào, cái đó mình đi tìm mà đọc, đúng không? Đấy, thì nếu mà không cần nghe thì mình đi tìm những cái như thế mà đọc đó. Cái này thì là những cái mình có thể là mình vừa chia sẻ, mình cũng là mình vừa học cho mình. Đấy, cho nên là mình cũng không ke những cái trường hợp như thế ha. Thôi ok ha, vấn đề đó nói chung là bỏ qua. Đấy, gặp những cái thành phần nó làm mình mất năng lượng rất là nhiều, nhưng mà cố gắng làm sao để tiết chế và loại bỏ những cái thành phần đó ngay lập tức
đấy, để mà mình xây dựng một cái cộng đồng nó sạch đấy, mình có những cái tư duy tích cực, tương tác với nhau, mình hấp dẫn vào nhau để dắt tay nhau cùng phát triển đúng không, cùng làm giàu, cùng kiếm tiền đấy, chứ còn đừng bao giờ là đi kiếm chuyện đó. Ok ha, mất 5 phút của cả nhà rồi. Ok thì nói vào thẳng cái vấn đề luôn ha, đó là cái đầu tiên là nó phải thuộc trong cái diện quy hoạch. Thì sau đó là mình mới làm cái này, thì cái này thì cái mức phí này thì cũng có khá là nhiều những anh chị thắc mắc và hỏi. Thì cái mức phí lên thổ này thì nó thông thường thì nó sẽ bằng 50%, 50% ha, cái giá trị đất ở hay là đất thổ cư ngay tại cái vị trí đó, trừ cho cái giá đất nông nghiệp, đấy có thể đất lúa, có thể đất cây lâu năm hay đất cây hàng năm ở tại cái khu vực đó. Đó thì cái này có nghĩa là cái giá này này, cái giá này thì chính là nhà nước quy định đó, tức là mỗi khu vực mỗi khác ha, mỗi xã mỗi khác, mỗi thành phố mỗi khác đấy, thậm chí là những con đường hay họ còn quy định ra từng cái con đường nó khác đấy, ví dụ như là nằm một cái xã đó cùng một cái xã A đó, nhưng mà cái đường lớn đường 10 mét có cái giá khác, đường 20 mét giá khác, đường tỉnh lộ giá khác, rồi đường một xẹt vào ấy, đường hẻm 4 mét giá khác đấy, thì cái này nó tùy thuộc vào từng khu vực ha, tùy khu vực cái giá thổ đấy, ví dụ như là có thể là giá ở vị trí A nào đó thì giá đây 1 triệu đấy, 1 triệu một mét ha, 1 triệu đồng một mét đó. Còn giá đất nông nghiệp thì có thể đất cây lâu năm chẳng hạn, thì hiện tại cái giá này thì đang là khoảng 200.000 đó, thì mình lấy là 50%, 50% của 1 triệu đó, ha, 1 triệu trừ đi 200.000 à, đấy thì là còn 50% của 800.000, 50% của 800.000 thì rơi vào bằng khoảng 400.000 đúng không? Đó. Đó, 400.000 mét là hai thế đó, thì mang má nói chung là nói như thế để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái cách mà họ tính như thế. Thì cái giá này nó sẽ phụ thuộc vào từng khu vực nhá, từng khu vực, từng xã, từng huyện, từng thành phố, từng vị trí nó khác nhau à, cái này nó sẽ có cái bảng giá ở trên huyện ha, tức là mỗi huyện họ sẽ có những cái bảng giá này nó niêm yết đó. Và thứ hai nữa là cái điều kiện để mà mình xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp, đất 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 nông nghiệp lên đất phi nông nghiệp, thì đầu tiên đó là chắc chắn là phải có cái sổ đúng không, đó là cái giấy cái giấy cái sổ này thì là sổ hồng đúng không đó, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đó chính là cái sổ hồng đấy. Bây giờ thì là lưu thông chủ yếu là cái sổ hồng ha, thì có những cái như ngày xưa thì có thể là đang còn lại những cái sổ đỏ đó, thì cái này thì nó tùy ha, nhưng mà chủ yếu là mình lấy cái thuật ngữ là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đó, sổ hồng hoặc sổ đỏ thì nó tùy ha đấy, mọi người cũng đừng có bắt bẻ nhé, là tôi sổ đỏ ông sổ hồng khác nhau thì sao, nhưng mà thực ra thì nó là một đó. Thứ hai là mình đang sử dụng gọi là đất này hiện tại thì mình đang sử dụng ổn định, đất hiện tại là đang sử dụng ổn định và không vướng phải tranh chấp nha, đó là cái điều kiện thứ hai. Và cái điều kiện thứ ba nữa là đất hiện tại là đang nằm trong cái thời hạn sử dụng đấy, ví dụ như mà đất trồng cây hàng năm hay đất trồng cây lâu năm thì thông thường nó sẽ có cái hạn sử dụng, mọi người sẽ thấy trong cái cuốn sổ thì nó sẽ ghi là cái thời hạn sử dụng là tới năm nào đó, thì nếu mà những ai mà mới gia hạn những cái năm gần đây thì nó sẽ là cái thời hạn sử dụng của nó lên đến 50 năm đấy, thì thông thường ha, cái đó là thông thường đấy, ví dụ như là nếu mà hiện tại bây giờ là năm 2020 mà đất của mình là 2019 là hết hạn chẳng hạn, 2019 hết hạn thì mình bắt buộc phải đi gia hạn ha, mình đi gia hạn xong thì mình sẽ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đó, là nằm trong cái thời gian ha, nằm trong cái thời hạn này đó. Và đó là cái điều kiện để mà mình xin chuyển đổi mục đích sử dụng. Và cái
Thứ ba nữa đó là cái phần về hồ sơ. Hồ sơ của chúng ta thì bao gồm những cái gì? Đó. Thì đầu tiên cái hồ sơ của mình là có một cái đơn chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai, thì cái này nó có mẫu. Đấy. Thì khi mà chúng ta làm thì có thể là chúng ta lên search trên mạng kiếm một cái mẫu đó, hoặc lên phòng tài nguyên và môi trường chúng ta xin một cái mẫu. Đấy. Chúng ta mua một cái mẫu chẳng hạn, thì chúng ta về viết theo cái mẫu đó. Đó. Thứ hai là bắt buộc phải có sổ, đúng không? Có cái sổ đỏ, sổ hồng gì đó. Nói chung là cái sổ. Thứ ba nữa là phải có một cái biên bản xác minh thực địa. À, đây này, quên hồi nãy quên quên còn chưa nói cái chi phí. Thực ra thì cái chi phí này nó chỉ là mới cái giá đất nha. Thì mình còn phải tính cộng thêm cái chi phí đo đạc này. Đó. Đấy, chúng ta phải vậy là một là nhờ bên công ty đo đạc, hai là bên địa chính thì họ sẽ xuống đo đạc thực địa và vẽ chúng ta một cái bản đồ. Đây này. Ở bên đây thì có một cái gọi là cái biên bản xác minh thực địa. Đấy, tức là khi mà họ ra lô đất họ đo vẽ lại chính xác. Đó. Ví dụ như khu vực thành phố Hồ Chí Minh là họ đo vẽ thì sẽ có những cái tọa độ. Đấy, ví dụ như là sau này ra một cái sổ mới thì sẽ có một cái bảng bên này gọi là cái bảng tọa độ. Thì khi chúng ta nhập cái tọa độ đó vào thì chắc chắn là bởi vì họ chiếu họ sử dụng chắc là sử dụng cái công nghệ từ trên cái Google Map đó. Đó. Thì khi mình nhập cái tọa độ đó một cái vào đúng cái ví dụ như lô đất có 4 điểm ha. Ví dụ như lô đất mình có 4 điểm. Đó thì họ lấy cái 4 điểm này, nếu mà lô đất của mình vuông vức. Đó. Lấy cái 4 điểm này mình nhập vào một cái, nhập vào tọa độ một cái thì nó sẽ hiện ra là cái lô đất của mình nằm ở ngay cái vị trí này. Đó. Và nó chỉ cho mình cái đường đi để đến ngay chính xác cái lô đất này luôn. Đấy, bây giờ là sử dụng cái bản đồ số. Cho nên là cái độ chính xác cực kỳ cao. Ok ha, đó là cái biên bản xác minh thực địa. Và một cái nữa đó là cái văn bản thẩm định nhu cầu chuyển đổi. Đấy. Tức là khi mà chúng ta chuyển đổi thì chúng ta sẽ có một cái văn bản đó là chúng ta xin chuyển đổi thì nó phải có thẩm định. À, ví dụ như là hiện tại bây giờ thì ví dụ như mình đang có một cái lô đất. À, hiện tại nó xây căn nhà lên nó rồi. Đó. Và bây giờ nói là cái vườn này thì muốn là chuyển đổi lên để mà dành cho con cho cái. Đấy, để sau này là cho con cái để mà nó xây nhà, bởi vì nó cũng lớn rồi. À, nó lớn rồi bây giờ cũng cần nó ở riêng đúng không? Đấy, thì mình sẽ là làm một cái đơn mình lấy cái lý do đó là tách ra cái thằng con trai. Đó, nó đã cưới vợ lập gia đình thì bây giờ cần đất. Đấy, thì bây giờ là tách ra cho nó để cho nó lên thổ cư, nó xây nhà nó ở. Đấy. À, thì đó là một cái văn bản thẩm định đấy, cái nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng cái vị trí lô đất đó. Đó. Thì đó là một số những cái gọi là kiến thức nó cực kỳ căn bản, nó liên quan đến cái việc là chúng ta xin phép là từ cái đất đất vườn đất nông nghiệp lên đất phi nông nghiệp, đất ở ha. Thì cái điều kiện tiên quyết mình vẫn cứ nhắc đi nhắc lại mọi người đó là nó phải thuộc trong cái diện là quy hoạch, là khu dân cư, là quy hoạch đất ở đô thị hoặc là đất ở nông thôn, thì nó nằm trong cái diện gọi là kế hoạch sử dụng đất của huyện. À, đấy, thì bắt buộc cái này là điều kiện bắt buộc nha. Đấy, nếu như không nằm trong cái diện này thì đừng có mà đi xin nha, bởi vì xin họ không cho đâu. Thì đó là một số những cái nó phải nói là cực kỳ căn bản mà những người anh, những người chị chia sẻ lại cho mình, cũng như là những cái kiến thức cái này nó cũng nằm trong cái bộ luật luật đất đai. Đấy, mọi người có thể là tìm kiếm thêm ha. Đấy, mình nhớ không biết là nằm ở ở cái điều mấy, mình nhớ không nhớ, mình không nhớ lắm, nhưng mà những cái này thì mình nắm được những cái gọi là những cái cốt lõi nhất thôi, những cái cốt lõi nhất để mà chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống thực tế. Đấy, thì thực ra thì cái chi phí, ngoài cái chi phí này này thì chúng ta còn có một số những cái chi phí phụ khác nữa. Đấy, ví dụ như chi phí đo đạc ha, thì cũng là mất một cơ số tiền. Rồi cái chi phí mà khi mà chúng ta làm sổ đó, thì đang còn một cái chi phí nữa là cái chi phí trước bạ. Thực ra cái phí trước bạ này thì cũng nó cũng không nhiều lắm đâu. Đó. Ha, phí trước bạ rồi cái phí làm sổ. Đấy, phí ra sổ nó thì chắc cũng mất mấy trăm nghìn. Đấy, thì nói chung là cái quan trọng nhất vẫn là cái phí này, cái phí lên thổ này nó là nặng này.
cái phí này nó nặng nhất. Chứ còn những cái chi phí này thì nó cũng là chi phí râu ria thôi đó ha. Thì đó là giống như đã hứa thì làm một cái video chia sẻ cho mọi người những cái thông tin này mình nắm bắt được đó. Thì cũng hy vọng là những cái kiến thức này thì mang cho mọi người một cái tính chất gọi là tham khảo nhất định. Mọi người cũng nên tham khảo ở nhiều kênh khác, cũng như là đọc nhiều tài liệu vào đó. Rồi đặc biệt là khi mà chúng ta đi làm thực tế thì chúng ta mới ngấm được, mới biết được đó. Tức là mỗi khu vực nó sẽ có đấy, nói như luật thì nó có, nhưng mà nhiều lúc nó có còn lề nữa đấy. Đấy, ngày xưa các cụ nói phép vua còn thua lệ làng mà, đúng không? Đấy, nhưng mà chém gió tí cho vui thôi. Thì ở cái video tiếp theo á, trong cái bài tiếp theo thì còn khá là nhiều những cái vấn đề cần chia sẻ với mọi người. Thì để mình coi sắp xếp là những cái kiến thức, những cái nào mình cần sắp xếp đầu tiên ha. Thì hôm trước mình cũng có nhận một số những cái dòng comment của anh chị để lại, là nói là anh làm sao làm một cái video mà khi mà chúng ta làm sao đặt cọc cho nó an toàn đó. Thì hôm nay thì cái video này ha, thì để mình sắp xếp có khả năng thì sẽ làm cái video đó. Hoặc là mình làm một số những cái căn bản cho nó xong đi, rồi mình đến từng bước ha. Đấy, thì đến cái quy trình đặt cọc như thế nào cho nó an toàn, rồi cái việc sau đó nữa là chúng ta làm sao để mà làm tăng được cái giá trị bất động sản. Đấy, cái đó là thực sự là những cái phần mở rộng rất là hay, cực kỳ hay, làm sao để mà chúng ta có thể là làm gia tăng cái giá trị bất động sản như thế nào. Đấy, đó là những cái cách phải nói là rất là hay, mình học được ở cái lúc mình đi trải nghiệm thực tế, mình làm thực tế đó. Ok, thì video cũng khá là dài rồi, thì mình xin tạm dừng ở đây nhá, và hẹn gặp lại cả nhà trong những bài học tiếp theo đấy. Nói bài học nghe hoành tráng quá à, làm những video tiếp theo đó. Và mọi người đừng quên chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem nha. Đấy, biết đâu là ai đó sẽ cần đến những cái cực kỳ căn bản như thế này. Rồi, cảm ơn cả nhà nhá, rất cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình Hành trong cái thời gian qua, và cũng hy vọng là sắp xếp nhiều thời gian hơn để mình làm những cái video mình chia sẻ. Thật sự thì khi mà làm đất thì cũng vướng, phải nói là để mà sắp xếp được cái thời gian thì nó cũng 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 căng đấy. Đấy, cho nên là thực sự thì không dám hứa. Cố gắng thôi chứ không dám hứa. Đấy, bởi vì có thể là một tuần ra 3 video, có thể một tuần thì ra được một video, có thể là có những tuần bận rộn quá thì không ra được cái nào, thì mọi người thông cảm nha. Rồi, cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha, bye nha. Mọi người có những cái thắc mắc gì mà liên quan thì có thể là hãy comment dưới video, nếu mà nằm trong cái tầm kiến thức của mình đấy, trong khả năng của mình thì mình có thể là giải đáp những cái thắc mắc cho mọi người. Còn những cái câu hỏi nó hóc búa quá đấy, thực sự là nó liên quan đến luật rất là nhiều, thì mình vẫn khuyên mọi người là nên đi tìm luật sư đó. Bởi vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đấy, thì mọi người sẽ có những cái trường hợp rất là riêng đấy, rất là cụ thể như thế, thì mình sẽ đi tìm luật sư. Thực ra thì cái chi phí mình nghĩ là nó không nhiều đấy, 200.000, 500.000 một lần, một lượt tư vấn họ sẽ tư vấn cho mình cái này phải quyết giải quyết như thế nào, cần những cái gì đấy, cần những cái hồ sơ như nào nào để giải quyết được cái vấn đề này đấy, tìm ai gặp ai để giải quyết cái vấn đề này. Thì những người mà họ luật sư, họ liên quan đến đất đai đất cát đấy, thì cái đó họ nắm rõ như trong lòng bàn tay rồi. Cho nên là những cái kiến thức của họ đấy, mình bỏ ra mấy trăm ngàn, thậm chí là cả 1 triệu bạc để mà nhờ họ tư vấn những cái đó, mình nghĩ là chi phí nó quá rẻ so với là mình cứ đi tìm loanh quanh trên mạng, đi đâu loanh quanh cho đời nó mệt mỏi, đúng không? Cho nên là mình phải focus vào những cái vấn đề như thế đấy, để mọi người có thể hiểu rõ hơn ha. Rồi, cảm ơn cả nhà nha, luyên thuyên nhiều quá.